Một kênh YouTuber Việt Nam đã được nút kim cương, nhưng sao lại khiến cộng đồng ngao ngán? YouTube hiện là nền tảng xem video phổ biến nhất thế giới. Mỗi giờ trôi qua có hàng nghìn video được đăng tải, hàng triệu view từ người dùng khắp các quốc gia. Sự phát triển của YouTube đã khiến những YouTuber kiếm bộn tiền từ nền tảng này. Tuy nhiên, để kiếm được tiền, cần thật nhiều view. Và không ít YouTuber sẵn sàng làm những nội dung cực vô bổ chỉ để câu view từ YouTube. Nguyễn Thành Nam, chủ nhân kênh YouTube NTN, tên cũ là NTN Vlog, cho biết mình đã đủ điều kiện để nhận được nút kim cương từ YouTube. Nút kim cương là một danh hiệu của YouTube dành cho những nhà sáng tạo nội dung có được hơn 10 triệu người theo dõi. Hiện tại, kênh YouTube NTN đang cán mốc chính xác là hơn 10 triệu người đăng ký theo dõi. NTN sẽ là kênh YouTube thứ 3 tại Việt Nam nhận được nút kim cương này từ nền tảng xem video lớn nhất hành tinh. Theo thống kê từ Social Blade, trên kênh YouTube NTN đang phát triển cực mạnh mẽ, tăng hơn 170.000 người đăng ký chỉ trong vòng 30 ngày gần nhất, và con số mọi người theo dõi theo dõi là cực kỳ ít, hầu như là không có. Với lượng người theo dõi đông đảo, kênh YouTube này mang về cho Nguyễn Thành Nam một con số thu nhập không hề nhỏ. Tuy nhiên, điều đáng nói, tin vui này của Nguyễn Thành Nam không hề khiến cộng đồng mạng vui mừng, thậm chí còn tỏ ra vô cùng ngao ngán. Nguyễn Thành Nam là một trong những người đầu tiên khởi xướng lĩnh vực quay vlog, nhưng gây chú ý chỉ vì những video nghịch dại, thách thức nguy hiểm. Anh chàng cũng từng gây tranh cãi khi nói lời giã từ sự nghiệp YouTuber, sau đó quay trở lại như chưa hề có cuộc chia ly. Trải qua nhiều năm làm YouTube, tuy nhiên nội dung làm cho cộng đồng của YouTuber này cũng không có sự thay đổi hay phát triển. Đào đặn mỗi ngày vẫn là những thử thách như ăn hết 5kg chân gà, ăn 20 gói mì trộn, bẫy người bằng keo dính chuột, thử thách đua xe đạp lao xuống ao. Trong khi các kênh YouTube với nhiều nội dung văn minh và giá trị hơn như ẩm thực mẹ tôi thì vẫn đang còn cách rất xa nút kim cương danh giá kia.